Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 21 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Sách giáo khoa môn toán lớp 7, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra, trang số 8 nào. Như vậy thì qua cái bài này thì chúng ta sẽ tìm hiểu được về dãy tỉ số bằng nhau. Rồi, mình sẽ đến với cái bài toán mở đầu này. Như vậy các em quan sát ở đây. Để xây dựng một số phòng học cho một ngôi trường ở bản vùng khó khăn, người ta cần số tiền là bao nhiêu? 450 triệu đồng. Đây, căn phòng này kìa. Đấy. Ba nhà từ thiện đã đóng góp số tiền theo tỷ lệ là 3, 5, 7. Hỏi mỗi nhà từ thiện đã đóng góp là bao nhiêu tiền. Đấy. Vậy thì cái bài học này này sẽ giúp cho chúng mình giải quyết cái bài toán này các em nhé. Đấy. Như vậy thì đây sẽ là cái bài toán chúng ta sẽ cùng gặp lại sau gì? Sau khi mà chúng ta đã tìm hiểu được về tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ đến với cái phần nội dung này. Ta có này, hoạt động số 1. Cho tỷ lệ thức 2/3 bằng 6/9, tính các tỷ số. Đấy, như vậy thì yêu cầu mình là gì? Tính cái tỷ số này, 2 cộng 6 trên 3 cộng 9 và 2 trừ 6 trên 3. 3 trừ 9 này. Thì các em có làm được không? Dễ như ăn kem, đúng không nào? Đây. Ta sẽ có này. Bao nhiêu? 2 cộng 6 trên 3 cộng 9. 2 cộng 6 là mấy? 8. 3 cộng 9 là bao nhiêu? 10, 12. Như vậy thì cùng chia cả tử và mẫu cho mấy? Cho 4. 8 chia 4 được 2, 12 chia 4 được mấy? 3, đưa về phân số tối giản nhé. Rồi tương tự này, 2 trừ 6 trên 3 trừ đi 9 này. Như vậy đây này, có 2 mà nợ 6 thì chúng ta sẽ nợ mấy? Nợ mấy? Nợ 4, đúng không? Đấy. Ở đây có 3 mà nợ gì? Nợ 9 thì mình sẽ nợ mấy? Nợ 6. Vậy thì đây là âm với âm, chúng ta sẽ cùng bỏ. Vậy thì chia cả tử và mẫu cho mấy? Cho 2, mình sẽ được là 2 phần gì? 2 phần 3. Hai cái này nó làm sao? Bằng nhau này. Đấy, thấy không? 2 cộng 6 trên 3 cộng 9 nó cũng bằng là 2 trừ 6 trên 3 trừ 9 này. Đấy, được chưa? Rồi, xong hoạt động 1 đến hoạt động 2. Người ta yêu cầu là gì? So sánh hai tỷ số nhận được ở hoạt động 1 với các tỷ số trong tỷ lệ thức đã cho. Đấy, như vậy thì mình sẽ so sánh. Mình so sánh thôi. So sánh vậy thì ta sẽ có 2 cộng 6 trên 3 cộng với 9 sẽ bằng 2 trừ 6 trên 3 trừ 9. Vì sao? Vì nó cùng bằng 2 phần gì? 2 phần 3. Được không? Được chưa? Đấy. Như vậy chúng ta so sánh xong. Với các tỷ số trong tỷ lệ thức đã cho. Đây, với tỷ số này, vậy thì nó bằng 2 phần 3 này. 2 phần 3 này, đây 6 phần 9 này. Thực ra 6 phần 9 thì cũng chính là gì? Chia cả tử và mẫu cho mấy? Cho 3. Thì 6 chia 3 thì cũng bằng gì? 2. 9 chia 3 cũng bằng mấy? Bằng 3, thì nó cũng bằng 2 phần gì? 2 phần 3. Đúng không? Đấy. Như vậy thì nó đều bằng gì? 2 phần 3 hết. Đúng không? Đúng không nào? Đấy. Và nó cũng bằng 6 phần 9 này. Vì 6 phần 9 này nó có bằng gì? Bằng 2 phần 3. Ok. Rồi. Như vậy thì qua hai cái hoạt động này mình sẽ có này. Từ tỷ lệ thức A trên B bằng C trên D. Chúng ta sẽ suy ra được là A trên B bằng C trên D.
nó sẽ bằng này A cộng C, tức là tử cộng với tử này, mẫu cộng mẫu này, bằng tử trừ tử trên mẫu trừ mẫu. Giả thiết các tỉ số này đều là gì? Có nghĩa nhá. Rồi, như vậy mình đã xong về cái hoạt động. Bây giờ mình sẽ cùng xét cái ví dụ. Thì ví dụ ở đây người ta đã có một cái lời giải rồi. Tuy nhiên thì sẽ có nhiều em vẫn còn thắc mắc ở cái ví dụ này. Thì yêu cầu là tìm hai số x và y biết này. X trên 5 bằng y trên 11. Và người ta cho đây là tổng này, thì bằng 32. Tức là gì? Tử cộng với tử trên gì? Mẫu cộng mẫu này. Đấy, vậy thì mình phải áp dụng cái dãy tỉ số bằng nhau ở trên này. Đấy, tử cộng tử này bằng mẫu cộng mẫu này. X cộng y, xy bằng 32 thay vào 32. 5 cộng 6, 5 cộng 11 thì sẽ là 16 này. 32 trên 16 bằng 2. Như vậy đến đây này thì chúng ta mới thay vào này. Vậy thì x trên 5 sẽ bằng cái gì đây? Bằng 2 này. Đấy. Suy ra được x sẽ bằng gì? 2 nhân 5. Đó. Và suy ra ở đây x sẽ bằng 10 nhá. Đấy, nhiều em không biết ở đâu nó ra cái chỗ này này. Đấy, tương tự này, các em lại lấy cái gì? Y trên 11 bằng cái gì đây? Bằng 2. Suy ra y sẽ bằng 2 nhân 11. Nên là y sẽ bằng bao nhiêu? 22. Đấy, thì thầy làm rõ cái chỗ này, bởi vì nhiều em sẽ không biết ở đâu ra 2 nhân 5, ở đâu ra 2 nhân 11. Đây nhá. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ cùng đến với cái luyện tập số 1. Tìm hai số x, y. Biết x trên 11 và y trên 17. Và nhớ này, đây là dấu gì? Dấu trừ này. Vậy thì đây là tử trừ đi tử mẫu trừ đi mẫu nhá. Đấy, mình phải áp dụng cái công thức vào. Luyện tập. Mình cũng làm giống như ví dụ số 1 đây này. Áp dụng tính chất của cái gì? Dãy tỉ số bằng nhau. Dãy tỉ số bằng nhau thì ta sẽ có. Như vậy ở đây ta cho x trên 11 bằng y trên 17. Được chưa? Sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng nè, x trừ đi gì? Trừ đi y trên 11 trừ 17. Vậy các em thay vào, x trừ y bằng bao nhiêu đây? 12. 11 mà trừ đi 17, có 11 mà nợ 7 thì chúng ta sẽ nợ mấy? Nợ 6. Vậy thì 12 chia cho trừ 6 thì sẽ là trừ 2. Được chưa? Đến đây thì mình chỉ việc thay vào thôi. Thay vào thôi. Ta có gì? X trên 11 bằng trừ 2. Nên suy ra x sẽ bằng cái gì? Trừ 2 nhân với 11. Được chưa? Suy ra x sẽ bằng trừ bao nhiêu? 22. Ok. Rồi, tương tự y trên 17 sẽ bằng trừ 2. Suy ra y sẽ bằng trừ 2 nhân với 17. Nên suy ra y sẽ bằng trừ bao nhiêu? Trừ 34. Đó, vậy đến đây các em kết luận. Vậy x sẽ bằng trừ 22 và y bằng trừ 34. Ok chưa? Xong nhá. Rồi, như vậy thì qua cái phần luyện tập này thì chúng ta sẽ đến với cái phần mở rộng tính chất cho dãy tỉ số bằng nhau. Như vậy ở đây mình chỉ thấy là gì? Có hai cái dãy tỉ số thôi. Thì ở đây này có này, tính chất còn được mở rộng cho dãy tỉ số bằng nhau. Chẳng hạn A trên B bằng C trên D bằng E trên F. Như vậy có thể là gì? 4, đúng không? 5, 6, 7, 8 gì cũng vậy. Thì chúng ta cũng áp dụng công thức đó. Sẽ bằng A, tức là tử cộng tử này, mẫu cộng mẫu này, và tử này trừ đi phân số thứ nhất trừ phân số thứ hai cộng này. Đấy, A trừ C cộng E, A trừ đi C cộng E.
bằng B trừ D cộng F. Đấy, B trừ D cộng cộng F. Đấy, anh ta nhớ nha. Và chú ý này, nếu này ba cái phân số nó bằng nhau thì ta còn nói các số này A, C, E, A, C, E tỷ lệ với các số B, D, F. Khi đó mình cũng viết được là gì? A chia C chia E, A chia C chia E, tức là tử chia chia các tử bằng các mẫu chia gì? Chia cho nhau này. Đấy, nhớ nha. Phần này chúng ta phải ghi vào trong cuốn tập hay là cuốn vở ghi nhớ của mình mới được. Nếu mà không ghi là chúng ta sẽ không làm được các phần bài tập nhé. Phải ghi và phải ghi nhớ. Rồi, sang ví dụ số 2. Thì ở ví dụ 2 này khá là rõ ràng rồi, không cần phải giải thích nữa đúng không nào. Ta đã có đề bài, có lời giải ở đây. Thầy sẽ không giải cái ví dụ số 2 này nữa. Chúng ta sẽ đến với phần vận dụng. Người ta cho như sau. Ba cái nhà đầu tư. Đấy, có tới 3 nhà đầu tư. Hy vọng sau này mình cũng sẽ là một nhà đầu tư đúng không nào. Ta phải có tiền, học giỏi thì mới có tiền được. Rồi, 3 nhà đầu tư góp vốn để mở một công ty theo tỷ lệ 2-3-4. Cuối năm, số tiền lợi nhuận công ty dự kiến trả cho các nhà đầu tư là 72 triệu đồng. Chia theo tỷ lệ góp vốn thì tính số tiền lợi nhuận mỗi nhà đầu tư nhận được. Đấy, như vậy thì ở đây mình sẽ áp dụng theo cái gì? Tỷ lệ thức mở rộng đó. Đúng không? Đúng chưa nào? Vậy thì ở đây mình sẽ giải cái bài này như sau. Vận dụng. Gọi X, Y, Z. Đơn vị của nó là gì? Triệu đồng. Đúng không? Đấy, bởi vì đây là đơn vị là triệu đồng nè. Và với điều kiện ba thằng này này, X này, Y này và Z này này, ba thằng này đều phải là số gì? Số gì? Số dương. Là số tiền lợi nhuận. Đấy, số tiền lợi nhuận mỗi nhà đầu tư nhận được. Mỗi nhà đầu tư nhận được. Được chưa? Tức là nhà đầu tư thứ nhất là X, nhà đầu tư thứ hai là Y, nhà đầu tư thứ ba sẽ là gì? Là Z. Rồi mình sẽ có này. Theo đề bài ra thì ta có này. Vì cái gì? Tổng lợi nhuận. Tổng lợi nhuận của ai? Ba cái nhà đầu tư. Ba nhà đầu tư là bao nhiêu đây? 72 triệu đồng. Là 72 triệu đồng. Nên mình sẽ có gì? Lợi nhuận của nhà X, nhà Y với nhà Z sẽ bằng bao nhiêu? 72 triệu. Đúng không? Đấy. Đúng chưa nào? Hay là nói cái khác là gì? X cộng Y cộng Z sẽ bằng bao nhiêu? 72. Bỏ chữ triệu đồng này đi. Ok. Rồi. Vậy thì theo bài ra nữa. Theo bài ra thì số tiền tỷ lệ là bao nhiêu? Tỷ lệ là 2 chia 3 chia 4 này. 2 này chia 3 chia 4. Nên ta sẽ có cái gì? Nhà thứ nhất X trên 2. Đúng không? Sẽ bằng nhà đầu tư thứ hai là Y trên 3. Bằng nhà đầu tư thứ ba là mấy? Z trên 4. Ok. Rồi, đến đây mình sẽ áp dụng gì? Tính chất dãy tỷ số bằng nhau. Dãy tỷ số bằng nhau. Thì ta sẽ có điều gì? Nếu đây là tổng này kìa. Thì sẽ có là x trên 2 bằng cái gì? Y trên 3 bằng Z trên 4
sẽ bằng x cộng y cộng z trên 2 cộng với 3 cộng với 4. Đúng không? Mà x cộng y cộng z bằng bao nhiêu? 72. Trên 2 với 3 là 5, 5 cộng với 4 là mấy? 9. Như vậy 72 chia 9 bằng mấy? 8. Đấy. Vậy thì từ đây mình mới tìm được từng anh này. Đúng không nào? Vậy thì đến đây mình mới tìm được từng anh nhá. Vậy thì đến đây mình sẽ tiếp tục này, ta có này. X trên 2 bằng mấy? Bằng 8. Suy ra x sẽ bằng 8 x 2 là mười mấy? 16. Rồi, y trên 3 bằng 8. Suy ra y sẽ bằng 8 x 3 bằng bao nhiêu? 24. Z trên 4 bằng 8. Suy ra z sẽ bằng 8 x 4 là bao nhiêu? 30, 32. Đấy, như vậy mình đã có x, y, z chưa? Đến đây mình sẽ trả lời thôi. Vậy thì ba nhà đầu tư lần lượt nhận cái gì? Số tiền là bao nhiêu? 16 triệu đồng này là nhà X nhà thứ nhất, 24 triệu đồng là ai? Người thứ hai. Đúng không? Và bao nhiêu? Và 32 triệu đồng là ai? Là anh thứ gì? Thứ ba. Ok chưa? Đấy, khá là ngon lành cành đào đúng không? Được chưa? Dễ dàng không? Dễ dàng nhá. Có gì khó khăn không nào? Hiểu chưa? Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta đã hoàn thành được phần gì? Lý thuyết của cái bài này nhá. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này đến cho các bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình kem nhá.
Luyện tập 2. Không phải gì? 0,2 này nhân với 4,5 này bằng 0,6 này nhân với 1,5 này